Xin chào, chào anh em đã trở lại kênh của mình. Nay mình tiếp tục ra video để chia sẻ cho anh em đây. Nội dung video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho anh em là cái cách đưa cái kênh YouTube của mình lên cái trang cá nhân của Facebook nha anh em. Để biết mình làm như thế nào mà anh em theo dõi hết cái video này của mình. Bây giờ mình sẽ được bắt đầu. Bây giờ mình vào cái ứng dụng Facebook để mình kiểm tra cái trang cá nhân của mình. Đây, cái trang cá nhân của mình đây. Hiện tại chưa có gắn cái kênh YouTube vào đây. Bây giờ mình thoát ra. Vào YouTube để mình lấy cái đường liên kết của cái kênh mình. Anh em nhấn ba chấm ở trên, chọn chỗ chia sẻ. Anh em chọn sao chép đường dẫn nè, rồi anh em thoát ra. Bây giờ anh em vào cái trình duyệt Chrome nè. Rồi anh em nhập vào cái thanh tìm kiếm ở đây là bixc.io nha anh em. bixc.io. Rồi anh em dán cái đường link lúc nãy vào cái màu trắng ở đây. Anh em đợi một chút xíu. Rồi anh em nhấn vào đây để lấy cái đường liên kết nè. Rồi bây giờ anh em mở thêm một cái tab mới trên cái trình duyệt Chrome này luôn. Rồi anh em nhập cho mình là m.facebook.com. Rồi anh em tìm kiếm. Nếu lần đầu tiên anh em đăng nhập Facebook bằng cái trình duyệt Chrome này, nó sẽ yêu cầu anh em là đăng nhập tài khoản Facebook. Thì anh em cứ đăng nhập bình thường. Cái này mình đã sử dụng rồi, nên mình đã đăng nhập rồi nên không cần đăng nhập lại nha anh em. Bây giờ anh em vào cái trang cá nhân của mình nè. Nhấn vào cái hình của mình. Rồi anh em kéo xuống. Anh em nhấn vào cái chỗ là xem thông tin giới thiệu của bạn. Bây giờ anh em kéo xuống nè. Anh em nhìn cái chỗ là thông tin liên hệ nè. Anh em nhấn phía bên chỗ chỉnh sửa. Rồi anh em kéo lên. Anh em nhìn cái chỗ là liên kết xã hội. Anh em chọn chỗ thêm liên kết xã hội. Rồi anh em nhấn vào cái ô này. Anh em chọn là YouTube. Rồi anh em nhấn vào cái chỗ là tên tài khoản, là cái kênh của mình, Phạm Tâm Vlog. Rồi tiếp tục anh em kéo xuống nè. Anh em nhấn vào cái chỗ là thêm trang web. Rồi anh em nhấn vào cái địa chỉ trang web. Rồi đầu anh em đè vào, dán cái đường link lúc nãy, dán vào đây. Rồi anh em chọn chữ lưu. Rồi, như vậy đã xong nha anh em. Bây giờ mình vào cái ứng dụng Facebook để mình kiểm tra nè. Thoát ra ngoài luôn. Vào cái ứng dụng Facebook.
Rồi anh em kéo lên à. Rồi anh em có thấy chỗ Phạm Tâm Vlog thì cái đường liên kết ở phía dưới không? Bây giờ mình nhấn vào đó thử coi có vào cái kênh YouTube của mình không nha anh em. Khi nó hiện như vậy tức là đã thành công rồi nghe anh em. Nội dung video ngày hôm nay mình cũng xin được dừng lại ở đây. Chúc anh em thành công. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video kế tiếp của mình. Xin chào.